Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Chi lại trở lại với một video trải bài rất là ngẫu hứng. Chi vừa mới xong việc xong và đang định là đi ăn cơm thì tự nhiên rất là muốn truyền tải một cái thông điệp gì đấy dành cho mọi người, cho nên là Chi đã làm một cái video nhanh này. Và video ngày hôm nay thì sẽ không có chọn tụ. Video ngày hôm nay thì sẽ không có chọn tụ mà Chi chỉ trải bài và truyền tải một cái thông điệp ngẫu hứng, ngẫu nhiên cho những bạn nào mà đang cần nghe thôi, một cái thông điệp từ vũ trụ, một cái thông điệp từ bất cứ nguồn năng lượng sáng nào ở trong đội bảo hộ tâm linh của các bạn. Thì bây giờ Chi sẽ bắt đầu trải bài ha. Thông điệp ngay tại thời điểm này dành cho mọi người. Thông điệp ngay tại thời điểm này dành cho mọi người. Thông điệp ngay tại thời điểm này dành cho những bạn đang cần nghe thông điệp này. Kết nối với tất cả các bạn cần nghe thông điệp này. Sẽ lật tarot trước à. Các bạn có the moon. Không biết có nhìn được không? Các bạn có muse of inspiration. Các bạn có the hierophant. Nine of emotion. Ok, Queen of Material, Two of Inspiration và Awakening. Ok. Cái giai đoạn này có thể nói là một cái giai đoạn mà như các bạn đã thấy xuất hiện ở trên bài. Đây là một cái giai đoạn mà có hai cái lá, The Hierophant và Awakening hiện lên ở đây. Thì chắc chắn đây là một cái giai đoạn mà các bạn nâng cái tần số của mình lên một cái level mới, lên một cái tần số cao hơn, lên một cái mức độ cao hơn ở trong cái hành trình thức tỉnh của mọi người, trong cái hành trình tâm linh của mọi người. Và tất nhiên là khi mà chúng ta nâng một cái level lên cao hơn, chúng ta trải qua một cái giai đoạn mà nó thức tỉnh thêm một lần nữa, hoặc là tiếp tục trên cái hành trình của mình, nâng cái level của mình lên một lần nữa, thì chắc chắn là nó sẽ xảy ra, nó sẽ bao gồm rất là nhiều những cái sự thay đổi, xoay chuyển lớn, kể cả là về mặt thể chất của các bạn, mặt cảm xúc, mặt tâm linh hay là mặt tâm trí của mọi người. Thế cho nên là chị cảm giác là cả bốn cái tầng đó đều đang có những cái sự xoay chuyển rất là lớn. Cũng bởi vì một cái sự ảnh hưởng, ở đây có cái lá The Moon ở đây thì không liên quan, nhưng mà Chi thấy rằng là cái không gian này nó nhắc lại cho Chi thấy rằng là ở cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta đang bước vào, và bước vào cũng được cỡ một tháng, hơn một tháng rồi, cái hành trình mà Pluto nghịch hành, và không biết là đã bắt đầu sao Thủy nghịch hành trùng lặp với cái Pluto sao Diêm Vương nghịch hành chưa. Tất nhiên là chúng ta nhắc đến, Chi đã có một cái bài viết vừa 2 ngày hôm trước rằng là khi mà chúng ta nhắc đến nghịch hành thì không phải là chúng ta dựa vào cái việc đó để đổ lỗi cho vũ trụ hay là đổ lỗi cho cái việc nghịch hành là chúng ta bị như vậy, mà chúng ta hiểu rõ về nghịch hành, chúng ta nhắc tới nghịch hành là để chúng ta hiểu một trong số những cái vấn đề, những cái nguyên nhân gây ra một số những cái tình huống ở trong cái chặng đường của mình, và để mình giải quyết với nó, để mình đối mặt với nó. Thì cái sao Diêm Vương nghịch hành, chúng ta không chi không sẽ không nhắc đến sao Thủy nghịch hành ở đây, các bạn có thể tìm hiểu hoặc là các bạn có thể nghe trên các cái kênh khác. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì trùng với đó là sao Diêm Vương nghịch hành trong vòng khoảng tầm 5 tới 6 tháng. Thì cái sao Diêm Vương là đại diện cho cái sự kết thúc và bắt đầu, cái sự xoay chuyển, cái sự buông bỏ. Khi mà nhắc đến kết thúc thì chắc chắn là sẽ có buông bỏ, sẽ có ngưng trệ, sẽ có delay, sẽ có mọi thứ nó xoay chuyển về mặt năng lượng rất là nhiều để có thể rũ bỏ tất cả những cái nguồn năng lượng cũ để bước vào một cái hành trình, một cái chu kỳ mới trong vòng 5 tháng nữa. Thì cái việc này nó ảnh hưởng lên cái bốn cái tầng của các bạn ở trong cái năng lượng của các bạn rất là nhiều, cả tâm trí, cảm xúc, tâm linh lẫn cơ thể vật chất. Thì có thể ở trong cái giai đoạn này
Với ba cái lá này thì chị thấy rằng là có thể ở khoảng thời gian vừa qua các bạn gặp rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến bốn cả bốn cái tầng này. Các bạn cảm thấy là không có nguồn động lực, cảm thấy mình đang bị mông lung, cảm thấy như cái lá rừng mun này, cảm thấy như là mình bị mông lung ở cả bốn tầng, mông lung trong cả cảm xúc của mình, mông lung và ngưng trệ trong cả tâm trí của mình, không có bất kỳ một nguồn cảm hứng nào, không có bất kỳ một cái sự gọi là gì nhỉ, động lực nào để làm bất cứ một cái điều gì cả. Và các bạn cảm giác, ngoài cái việc là các bạn cảm giác như thế ra, thì các bạn còn, ở đây có một số bạn còn đổ lỗi cho chính bản thân mình vì tất cả những cái đấy nữa, và trách móc bản thân mình rất là nhiều là tại sao mình cứ chìm đắm ở trong cái khoảng thời gian này, tại sao mình không nhanh lên được, tại sao mình không làm việc được, tại sao mình cứ lười biếng như thế, tại sao thế nọ, tại sao thế kia, và đổ lỗi cho bản thân mình rất là nhiều. Và cứ tắc nghẽn ở trong cái giai đoạn không thể làm gì được, cái giai đoạn là cảm thấy rất là depressed, cảm thấy rất là căng thẳng, cảm thấy rất là mệt mỏi và bế tắc ở trong cái những cái tình huống của mình. Nhưng mà với cái lá rời Hierophant và Awakening này thì tất cả những cái điều đó xảy ra là để phục vụ cho cái việc là các bạn nâng cái cảm xúc, là nâng cái level của mình ở trong cái hành trình của mình lên một cái tầng cao hơn nữa. Và cái mà chị nhìn thấy ở đây á, là cho dù ở trong tất cả những bạn mà ở trong cái có cái thông điệp liên quan tới các bạn ở trong cái tụ bài ngày hôm nay á, thì chị thấy rằng là các bạn rất là có ý thức trong cái việc là tìm ánh sáng ở trong bóng tối. Có nghĩa là gì? Các bạn biết mình đang trải qua một cái khoảng thời gian bóng tối, và các bạn biết rằng là mình đang cần phải làm một cái điều gì đó để thay đổi cái nguồn năng lượng trì trệ này. Tuy nhiên là các bạn đang quá khó khăn với bản thân mình. Các bạn đang đang quá ở trong cái tâm trí của mình đang bị kiểm soát bởi tất cả những cái suy nghĩ, những cái trách móc, những cái phán xét ở trong bản thân mình, hoặc là ở trong cái bóng tối, có nghĩa là cái phiên bản bóng tối, có nghĩa là một cái sự từ chối, cái sự trốn chạy khỏi cái tình huống hiện tại và không đối mặt với nó, không ở trong nó, không ngồi xuống với nó. Có thể là các bạn gặp một số những cái vấn đề ở đây còn liên quan tới cái việc là với cái lá Awakening này. Và cái hình ảnh ở đây thì có thể là một số bạn thôi nha, chị không nói là tất cả mọi người, tất nhiên là cái trải bài này là cái trải bài chung, cho nên mọi người hãy nhận thông điệp liên quan tới cái câu chuyện của mình thôi. Thì có một số bạn có thể là các bạn trải qua một cái khoảng thời gian gọi là trốn chạy bằng rất là nhiều những cái thứ khác nhau, ví dụ như là đồ ăn này, hay là trốn chạy bằng cái cách là ở trong bóng tối này, ở trong nhà này, không làm gì, không có nguồn động lực, không chịu làm bất kỳ một cái điều gì hết, không kết nối lại với bản thân mình, cảm thấy tất cả mọi thứ rất là ngưng trệ và mình không muốn làm một cái điều gì cả. Các bạn không cố tình ở trong cái nguồn năng lượng này, nhưng các bạn không có, không phải là không có, mà là các bạn bị lạc ở trong cái vấn đề rằng là không dùng cái ý chí tự do của mình để vượt ra khỏi cái nguồn năng lượng trì trệ đó. Tất cả chúng ta đều có những cái nguồn năng lượng bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều những cái yếu tố khác nhau ở cái giai đoạn này. Nhưng bản thân chúng ta phải có một cái ý thức rằng là chúng ta phải rèn luyện cái ý chí tự do của mình, cái tâm trí của mình để đưa bản thân mình ra khỏi cái vũng lầy đó, đưa bản thân mình ra khỏi cái bóng tối đó, ngồi xuống với cái bóng tối đó để mà giải quyết nó, chứ không phải là trốn chạy nó bởi bất kỳ một cái, chỉ nói ví dụ thôi, là chất kích thích, hay là uống một cái gì đó cồn, hay là đồ ăn, hay là trốn chạy bằng một cái phương pháp nào đó mà nó không lành mạnh. Chi không phán xét bất cứ một điều gì ở đây cả, bởi vì chúng ta ai cũng sẽ trải qua những cái hành trình đó. Thế nhưng bản thân chúng ta phải đủ cái sự vững mạnh và kiên nhẫn với chính bản thân mình để đưa, dùng cái ý chí của mình để đưa bản thân mình ra khỏi cái bóng tối đó. Chúng ta không trách móc cái bóng tối đó, không phán xét cái bóng tối đó, nhưng hãy ngồi xuống cùng với nó, tìm hiểu và đào sâu cái bóng tối đó là tại sao mình lại có những cái phản ứng như vậy, tại sao mình lại có những cái phản ứng tiêu cực như vậy, hay là có những cái sự chạy trốn tiêu cực như vậy, hay là có những cái sự phản ứng trách móc phán xét, hay là có những cái sự phản ứng trốn chạy, hay là có những cái sự phản, bất kỳ một cái sự phản ứng tiêu cực nào khi mà các bạn đang ở trong cái tình huống thức tỉnh này. Hãy ngồi xuống và ghi chép nó ra, hoặc là quan sát nó là mình đã có những cái phản ứng như thế nào và tại sao mình có những cái phản ứng như thế, bắt nguồn từ đâu, bắt nguồn từ những cái mà mình đã trải nghiệm ở trong cuộc sống, những cái mình đã bị tổn thương, hay là cái môi trường giáo dục, hay là cái môi trường yêu thương, hay là cái môi trường các bạn tiếp xúc với khi mà các bạn trưởng thành, những cái môi trường đã khiến cho các bạn tổn thương, hoặc là những cái môi trường nó đã tạo cho các bạn những cái thói quen
phản ứng không lành mạnh thì nó là những cái gì? Hãy đào sâu vào nó và hiểu về nó. Đôi khi cái phiên bản bóng tối đó nó sẽ là những cái phản ứng mà nó khiến cho các bạn cảm thấy xấu hổ, không muốn nói tới nó, không muốn nhìn nhận nó, không muốn nhìn vào nó là mình có cái phản ứng đó. Ví dụ như là phản ứng hay tức giận, hay sừng cồ lên, hay là hay phản ứng khi mà bất kỳ người nào động vào cái lòng tự ái của mình, hay là cái phản ứng của cái sự chạy trốn, chi trải qua tất cả những cái phản ứng đó. Và cái việc healing không phải là lúc nào chúng ta cũng hướng tới là love and light, ánh sáng và tình yêu. Không phải là như vậy. Mà cái việc chúng ta phải làm việc với bóng tối của mình, nó cũng là một phần rất quan trọng trong cái quá trình healing của mình. Không trốn chạy khỏi cái bóng tối đó, biết ngồi xuống với nó, biết đào sâu nó, không xấu hổ bởi nó, không cảm thấy rằng là áy náy bởi nó, không cảm thấy rằng là nếu như mà mình có nó, hoặc là nếu như mà mình phản ứng như vậy, hay là phán xét rằng là nếu như mà mình ở trong cái trạng thái bóng tối như vậy thì mình sẽ không còn là đang healing nữa, mình sẽ không còn đang chữa lành, mình sẽ không còn là một người healer nữa, hay là mình sẽ không còn là một cái người mà mang lại ánh sáng cho mọi người nữa. Không phải là như vậy. Tất cả chúng ta đều phải cân bằng giữa cái chuyện yin và yang, bóng tối và ánh sáng ở bên trong chính bản thân mình. Vậy thì hãy đào sâu xem là cái phiên bản bóng tối và cái sao Diêm Vương á là một cái sao đại diện cho cả cái phiên bản bóng tối ở trong mỗi người nữa. Vì thế khi mà chúng nghịch hành có nghĩa là chúng sẽ xảy ra những cái tình huống để buộc bạn phải đối mặt lại với cái việc rằng là bạn đang có những cái phản ứng tiêu cực gì. Có thể đó là hay ghen này, hay chối bỏ này, hay đẩy mọi người ra xa này, hay là hay tìm cách chạy trốn này bằng những cái phương pháp không lành mạnh này, hay là hay cảm thấy tức giận với người khác này khi người khác động vào lòng tự ái của mình này, vân vân và vân vân. Những cái mà bạn không dám nói đến, những cái mà bạn không muốn nói đến về chính bản thân mình, thì đó là cái phiên bản bóng tối. Và hãy lôi nó ra, hãy tận dụng cái cơ hội này, hãy tận dụng cái khoảng thời gian này để lôi nó lên, để ôm trọn nó. Ôm trọn nó không có nghĩa là cổ vũ cho việc đó tiếp tục xảy ra, mà ôm trọn nó có nghĩa là chấp nhận nó là một phần của mình và trong cái hành trình của mình, để mình làm việc với nó, để mình cân bằng nó, trở thành, chuyển hóa nó trở thành một cái nguồn năng lượng dễ chịu hơn, một cái nguồn năng lượng cân bằng hơn. Thì đó chính là cái mà awakening mà chị đang nhìn thấy. Và cái lá The Hierophant này nó cũng đại diện cho cái việc rằng là qua tất cả những cái việc mà các bạn làm việc với bóng tối của mình á, các bạn làm việc với những cái phiên bản mà bản thân mình không muốn nói tới á, thì tất cả những cái đó nó sẽ trở thành những cái kiến thức, những cái sự thông thái để bạn có thể chuyển hóa nó thành những cái nguồn năng lượng mà các bạn có thể chia sẻ được với người khác, các bạn có thể thấu cảm với người khác. Có thể là ở trong tụ này các bạn làm những cái công việc mà nó liên quan tới cộng đồng, có thể là các bạn là những cái người diễn giả, hoặc là viết sách, hoặc là viết nhạc, hoặc là healer, hoặc là youtuber, hoặc là vlogger, hoặc là truyền thông, hoặc là báo chí, hoặc là thầy cô giáo. Những cái người mà phải dùng cái giọng nói của mình, phải dùng cái ngôn từ của mình, phải dùng cái sự thông thái của mình, hoặc là nghệ thuật như là họa sĩ, dùng cái sản phẩm của mình, hoặc là chụp hình, hoặc là bất kỳ một cái gì đó liên quan đến cái việc phải thể hiện bản thân mình để truyền một cái nguồn cảm hứng nào đó, thì các bạn đang trải qua một cái nguồn năng lượng cực kỳ nhạy cảm trong cái khoảng thời gian này. Nhưng không có nghĩa là chúng ta chìm đắm trong nó. Chúng ta không chìm đắm trong nó, nhưng chúng ta cũng không thúc giục phải healing nó một cách nhanh chóng. Hãy ngồi xuống với nó, hãy thực sự ngồi xuống với nó như thế này. Hãy ngồi xuống với cái phiên bản bóng tối của mình, nhìn và quan sát cái phiên bản bóng tối của mình nó đi một cái con đường dài như thế nào, từ hồi bé đến bây giờ, từ tất cả những cái sự phát triển của mình, nó đã đi một cái con đường dài như thế nào để nó đến được với cái phiên bản higher self, với cái phiên bản thượng ngã ở thời điểm hiện tại, với cái phiên bản cân bằng giữa thượng ngã và phàm ngã, giữa cái phiên bản cân bằng giữa bóng tối và ánh sáng, giữa những cái bài học và trở thành một cái người truyền đạt cảm hứng như thế này. Các bạn chắc chắn sẽ dùng tất cả những cái khoảng thời gian mà đang bị ngưng trệ, đang bị bế tắc này, để sau này truyền đạt lại tất cả những cái điều đó với những cái người cần nghe nó. Các bạn có rất là nhiều inspiration ở đây, có tới 2 lá inspiration ở đây. Các bạn đang nhìn thấy những cái điểm sáng mới, các bạn nhìn thấy những cái kế hoạch mới, nhìn thấy những cái nguồn cảm hứng mới, nhìn thấy tất cả. Các bạn biết, và chỉ biết rằng là các bạn biết cái khoảng thời gian này nó phục vụ cho một cái mục đích gì đó cao cả hơn, một cái mục đích gì đó mà nó để cho các bạn hiểu rằng là
nó không xảy ra vì không vì lý do gì cả, mà nó xảy ra là có lý do dành cho mọi người, để mọi người có thể biến tất cả những cái bóng tối đó thành cái ngọn lửa. Cho nên mọi người hơi mờ một chút bởi vì hơi tối á, nhưng mà chỉ phải đào thải cái thông điệp này ra cho mọi người, biến tất cả những cái phiên bản bóng tối này của mình. Ngày hôm nay có lẽ tập trung rất nhiều vào cái phiên bản bóng tối và cái việc làm việc với phiên bản bóng tối, để biến nó thành những cái ngọn lửa, biến tất cả những cái sự giận dữ, biến tất cả những cái sự bế tắc, biến tất cả những cái sự dồn đọng bùng nổ ở bên trong mình thành những cái màu hồng như này, thành những cái ngọn lửa sáng như thế này, thành những cái sự thông thái, thành những cái kiến thức, thành những cái nguồn cảm hứng mới. Hãy kiên nhẫn với nó. The Hierophant là một cái lá, và đây King, Queen, Muse và Queen of Material nữa, là những cái lá mà mang cái nguồn năng lượng của cái sự kiên nhẫn rất lớn. Nghĩa là các bạn sẽ phải kiên nhẫn với bản thân mình và kiên nhẫn với cái khoảng thời gian mà các bạn phải chờ đợi cái tất cả những cái điều này nó được trải ra một cách tự nhiên. Ở đây có một cái câu nói là embrace the unknown á. Hãy ôm trọn cái điều mà các bạn chưa biết. Hãy ôm trọn cái sự bí mật của vũ trụ, hãy ôm trọn những cái mà nó chưa được trải ra, bởi vì đó mới là cái điều đẹp đẽ của cái cuộc sống này. Đó là những điều chưa biết. Đó là những cái điều mà các bạn sau khoảng tầm vài tháng hoặc là vài năm nữa, các bạn sẽ có những cái aha moment. Và những cái khoảnh khắc aha moment đó, nó là những cái khoảnh khắc rất là quý giá khi các bạn hiểu rằng là à, thì ra là mình trải qua tất cả những cái sự bóng tối đó, tất cả những cái sự bế tắc đó, tất cả những cái chặng đường dài đó là có một cái lý do rất là to lớn. Và đây có rất nhiều inspiration và cả nine of emotion nữa. Trong cái khoảng thời gian từ 5 đến 9 tháng nữa thôi, như chị đã nói, là khi mà nó kết thúc cái sao Diêm Vương nghịch hành này, các bạn sẽ thấy rằng là đứng ở cái khoảng thời điểm đó, các bạn sẽ thấy rằng là wow, mình đã trưởng thành lên rất nhiều thông qua cái hành trình mà đi tìm và đào sâu và ngồi xuống với cái bóng tối của mình. Ngồi xuống với cái bóng tối của mình không có nghĩa là mình chìm đắm trong nó và không thoát ra được, mà ngồi xuống với cái bóng tối của mình có nghĩa là chìm ở trong nó, yên lặng ở trong cái bóng tối đó, quan sát cái sự tuyệt vời của cái bóng tối đó và giải phóng, chuyển hóa cái nguồn năng lượng của cái bóng tối đó. Mọi người hỏi chi là chuyển hóa như thế nào, làm thế nào để giải phóng nó? Mỗi một người sẽ có một cái con đường riêng và có cái trải nghiệm riêng với chính cái bóng tối của mình. Và cái điều duy nhất mà mọi người cần phải làm đó là ngồi với nó thôi, quan sát nó, xem là nó bắt nguồn từ đâu, tại sao mình lại có những cái phiên bản bóng tối, có những cái phản ứng như vậy, bắt nguồn từ đâu, giải phóng nó như thế nào. Hãy lắng nghe chính bản thân mình, hãy kết nối chính bản thân mình, bởi vì ở đây tất cả những cái nguồn năng lượng mà các bạn nhìn thấy á, mà Chi nhìn thấy trên cái lá bài này á, thì cái câu trả lời nó nằm ở trong bạn chứ không phải là Chi, chứ không phải là những cái lá bài, mà cái câu trả lời á, nó sẽ nằm ở trong bạn, và bạn sẽ mang cái câu trả lời này biến thành một cái sản phẩm nào đó để có thể truyền đạt cái cảm hứng cho mọi người bằng cách riêng của bạn. Chính vì thế mà bạn phải là cái người mà trải nghiệm nó, chứ không phải là Chi đưa ra câu trả lời cho các bạn, mà mọi người phải quan sát nó, phải yên tĩnh với nó, dùng cái nguồn năng lượng của nhà giả kim để chuyển hóa nó bằng chính cái sự mách bảo ở bên trong của mình. Và cả cái quá trình đó mọi người sẽ thấy rằng là nó trở thành một cái kinh nghiệm, một cái nguồn cảm hứng để cho mọi người có thể truyền đạt đến với tất cả mọi người. Và chị nói thêm một cái điều nữa, đây là tất cả những cái mà mọi người truyền đạt á, tất cả những cái mà mọi người sẽ, nó sẽ thành cái kết quả dành cho mọi người, trong cái nguồn cảm hứng của mọi người, để mọi người có thể phát triển, mọi người có thể ra một cái sản phẩm nào đó, hoặc là mọi người có thể tiếp tục cái hành trình của mình á, nó sẽ là cái hành trình mà đưa đến cho chúng ta một cái sự abundance, một cái stable, một cái sự ổn định về mặt tài chính, về mặt thịnh vượng, về mặt vật chất. Chứ không nói rằng là chúng ta sẽ dùng cái đấy để kiếm tiền và mục đích chúng ta để kiếm tiền, không phải, mà là nó mang lại cho các bạn một cái sự thịnh vượng đúng nghĩa và một cái sự thịnh vượng chắc chắn trên cái con đường của mình, cho dù bất cứ nó là cái gì, bởi vì chị không thể đi vào cụ thể nó là cái gì được, bởi vì ở đây có rất nhiều người đang xem cái clip này. Chị chỉ nói rằng là cái sản phẩm mà mọi người làm ra đó, nó sẽ là một cái sự ổn định, nó sẽ là một cái nguồn năng lượng mà thay đổi được cái góc nhìn, thay đổi được cái niềm tin của rất nhiều những người khác, và cũng
lợi ích từ cái việc đó mà các bạn có được cho mình những cái sự ổn định về mặt vật chất nữa. Các bạn có thấy cái sự blossoming ở đây không? Cái sự nở hoa ở đây, và nó là một cái hành trình cực cực kỳ cần cái sự kiên nhẫn. Queen of Pentacles là một cái người mà đã trải qua rất nhiều những cái quá trình level up khác nhau để mà có thể nở hoa được như bây giờ, và kể cả là Hierophant cũng thế. Để mà có thể đứng vững trên cái ngai của mình, để truyền đạt một cái điều gì đó, thì phải trải qua rất là nhiều những cái cả bóng tối và ánh sáng. Dùng cái ánh sáng để mà chuyển hóa cái bóng tối, cũng như là dùng cái bóng tối để hiểu hơn về ánh sáng. Chị sẽ bốc thêm cho mọi người Oracle. Đó, wow. Các bạn có Master Healing và Intelligent Knowledge. Đây là tất cả những gì mà chị vừa nói với mọi người. Sau cái chặng đường này á, mọi người sẽ hiểu rằng là mọi người không giống như tất cả. Chị không muốn nói rằng là chị không muốn 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 cụ thể hóa bất kỳ một cái cá nhân hay một cái nguồn năng lượng nào, hay là như thế nào mới là đúng, như thế nào mới là sai, như thế nào mới là sáng, như thế nào mới là tối. Nhưng ở đây chị muốn nói là trong những cái bóng tối của các bạn ạ, ở đây có thể là nó là một cái hình ảnh của một cô gái đứng ở giữa rất là nhiều người. Thế nhưng mà ở đây cái lá bài này á, nó chỉ làm chị nhớ tới, nó chỉ làm chị nghĩ tới là tất cả cái này đều là bạn. Đây là tất cả những cái phiên bản bóng tối. Đây là tất cả những cái phiên bản phản ứng, đây là tất cả những cái phiên bản đến từ cái việc là phản ứng từ cái việc rằng là các bạn bị tổn thương. Cho dù là tổn thương từ gia đình, hay là từ những cái mối quan hệ, hay là từ xã hội, hay là từ một cái thế hệ nào đó. Thì cái việc mà mọi người bị tổn thương hay bị ảnh hưởng bởi những cái nguồn năng lượng đó, nó khiến cho mọi người có một cái copy, một cái bộ máy phản ứng. Và những cái phiên bản bóng tối đó là những cái mà những cái hành động, những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc mà các bạn giấu nhẹm đi ở bên trong. Các bạn trốn tránh nó đi vì các bạn nghĩ là nó là không đúng á, thì đó chính là cái phiên bản bóng tối, cái shadow self. Nhưng trong tất cả những cái điều đó, bạn biết rằng trái tim bạn vẫn hướng về ánh sáng. Bạn biết rằng là bạn ôm trọn cái người con gái ánh sáng này, nhìn tất cả mọi thứ với một cái ánh mắt rất là trìu mến. Có nghĩa là cô ta không chối đẩy tất cả những cái nguồn năng lượng xấu này, mà cô ta ôm trọn nó, ôm trọn tất cả cái nguồn năng lượng ánh sáng của mình, cái nguồn năng lượng bao dung của mình, cái nguồn năng lượng tha thứ của mình vào cái phiên bản bóng tối của mình. Và từ cái việc đó, cô ấy trở nên là một cái người rất là thông thái và hiểu rõ rằng là chúng ta phải cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối, dùng cái ánh sáng để chiếu sáng qua bóng tối, và dùng cái bóng tối để hiểu hơn về ánh sáng ở xung quanh. Và tất cả những cái điều mà cô ấy làm, tất cả những cái hành trình mà cô ấy làm, tất cả những cái mà trải qua về cái việc rằng là phán xét bản thân, về cái việc rằng là xây dựng mình dựa trên tất cả những cái môi trường xung quanh, cô ấy đã tìm được cái việc rằng là mình, cái ánh sáng, cái bản thân mình á, nó đến từ bên trong, chứ không là không không phải là đến từ tất cả những cái bị ảnh hưởng bởi những cái môi trường xung quanh. Cô ấy tìm được cái ánh sáng của mình qua cái việc đập vỡ tất cả những cái bóng tối xung quanh đó. Và cái hành trình đó là một cái hành trình đẹp đẽ, khiến cho cô ấy trở thành một cái người master healing, một cái người mang cái nguồn năng lượng healing, mang cái nguồn năng lượng chữa lành, mang cái sự thấu cảm của mình đến với cho tất cả mọi người. Và bạn sẽ trở thành một cái người không phải là chữa lành cho mọi người bằng cái cách rằng là tất cả chúng ta đều có cái năng lượng chữa lành bên trong chính bản thân mình, và bằng cái việc chữa lành cho chính mình, chúng ta sẽ biết cái cách chữa lành cho người khác, và bằng cái việc chữa lành cho người khác, truyền đạt yêu thương đến cho người khác, truyền đạt cái chia sẻ đến cho người khác, chúng ta cũng sẽ nhận được những cái nguồn năng lượng chữa lành về cho chính bản thân mình. Đây chính là hai cái hình ảnh của cái việc rằng là cái năng lượng song song, cái sự truyền đạt chia sẻ, cái sự thấu cảm song song giữa bản thân mình và cộng đồng, giữa cộng đồng và bản thân mình.
nó là cái hai cái đường thẳng song song, hai cái đường thẳng song song có thể là nối lại thành một cái hình olive ấy, có nghĩa là giao nhau nữa, nó intertwine vào với nhau, nó hòa quyện vào với nhau, hoặc là như cái hình infinity ấy. Chứ không phải là chỉ có chữa lành cho mình hay là chỉ có chữa lành cho mọi người, mà combine, mix hai cái đấy lại với nhau. Bạn sẽ trở thành một cái người là, bạn sẽ trở thành một cái người là dùng cái ánh sáng của mình để truyền đạt cho người khác, dùng cái bóng tối của mình để chữa lành cho người khác. Bạn sẽ không phải là một cái người mà ok, lúc nào cũng chữa lành cho mọi người bằng cái cách rằng là ok, chúng ta phải ánh sáng nhá, chúng ta phải tình yêu nhá, chúng ta phải lúc nào cũng tích cực nhá. Không phải. Bạn sẽ biết cách moi móc và kích chính cái bóng tối của mình cũng như những cái bóng tối của người khác để chuyển hóa nó thành một cái tình yêu thương đẹp đẽ, một cái ánh sáng đẹp đẽ như thế này. Có thể là cái trải bài ngày hôm nay nó sẽ nặng hơn một chút, và cái nguồn năng lượng này dành cho những cái người mà các bạn đã có cái sự chuyển hóa rất là mạnh mẽ về cái con đường tâm linh rồi, thì cái clip này sẽ dành cho bạn. À, đó là một cái hành trình rất là tuyệt vời, là một cái sự kết nối. Bạn sẽ hiểu được bản thân bạn là vũ trụ, vũ trụ là bản thân bạn. Nó sẽ kết nối lên một cái tầm cao hơn nữa rất là nhiều qua cái hành trình các bạn trải qua cái bóng tối của mình. Các bạn làm việc với tất cả những cái phiên bản bóng tối, những cái ego, những cái shadow self của mình. Các bạn sẽ chuyển hóa nó thành một cái điều rất là đẹp như thế này. Sẽ mở rộng cái trái tim của mình, mở rộng cái luân xa vương nguyện của mình. Download tất cả những cái sự thông điệp, tất cả những cái nguồn sáng từ chính bản thân mình và từ vũ trụ, để có thể biến nó thành những cái nguồn cảm hứng dành cho mọi người. Cái điều này rất là đẹp, rất rất là đẹp. Chi sẽ bốc thêm một vài lá nữa dành cho mọi người ở trong, xem là chúng ta có cái nguồn năng lượng gì sắp tới không dành cho mọi người không. Nguồn năng lượng tích cực hay là cái sự thay đổi nào sắp đến với mọi người, cái sự thay đổi nào sắp đến với mọi người, một điều tích cực nào đó, cái sự thay đổi nào đó sắp đến với mọi người hay không, một điều đáng mong chờ nào đó, hay một cái nguồn năng lượng có thể thay đổi những cái nguồn năng lượng mà nó đang trì trệ như thế này hay không, nguồn năng lượng nào sắp đến với mọi người. Good time, yeah. Prosperity, wow. Các bạn có những cái khoảng thời gian rất là tuyệt vời sắp tới. Có thể là ở cái qua cái bức này, qua cái lá bài này thì chị thấy rằng là các bạn sẽ gathering, có nghĩa là sẽ gặp gỡ một số những cái người mà các bạn thực sự muốn dành thời gian ở bên họ. Có thể là các bạn sẽ cùng nhau nấu ăn, có thể là các bạn sẽ cùng nhau trò chuyện và chia sẻ cái hành trình bóng tối vừa qua của mình. Hoặc là các bạn sẽ celebrate, các bạn sẽ chúc mừng nhau một cái điều gì đó, một cái cơ hội mới nào đó đến với mình. Một cái khoảng thời gian mới, một cái chu kỳ mới, kết thúc cái chu kỳ làm việc với bóng tối của mình. Và nó sẽ diễn ra rất là sớm thôi, các bạn sẽ hội tụ với, chỉ cảm giác như là gặp một cái người bạn nào đó mà các bạn đang rất là muốn gặp ạ. Các bạn sẽ sớm gặp một cái người nào đó mà các bạn đang rất là muốn gặp. Các bạn sẽ dành thời gian nấu nướng, các bạn sẽ dành thời gian ăn uống, các bạn sẽ dành thời gian chia sẻ với cái người đó. Và nó là một cái khoảng thời gian mà khiến cho các bạn sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều qua cái khoảng thời điểm vừa qua. Một cái tin vui nữa sắp đến, đó là một cái tin vui nào đó về về cái thế giới vật chất dành cho mọi người. Có thể là các bạn sẽ chuyển sang sang một cái ngôi nhà mới mà nó phù hợp với các bạn hơn, hoặc là một cái môi trường mới mà nó một cái miền đất mới mà nó khiến cho các bạn cảm giác nhẹ nhàng và chữa lành hơn rất là nhiều, cảm giác kết nối hơn rất là nhiều. Hoặc là gia đình của các bạn sẽ có một cái cơ hội mới nào đó, một cái sự đạt được mới nào đó trong của cải vật chất. Nó sẽ khiến cho các bạn, tất nhiên là những cái này nó sẽ không thể nào khiến cho các bạn có thể là làm cho mọi người hạnh phúc một cái cách là chúng ta không phải đối diện với bóng tối nữa, không phải như thế. Mà những cái tia nắng này nó sẽ làm cho trái tim của các bạn ấm hơn, nó sẽ làm cho trái tim của các bạn cảm thấy rằng là nhẹ nhõm hơn qua tất cả những cái ngày vừa qua. Những cái moment, những cái khoảnh khắc nhỏ nó sẽ khiến cho mọi người vui hơn rất là nhiều khoảng thời gian vừa qua. Những cái điều ước của các bạn, những cái điều ước bé nhỏ của các bạn trong khoảng thời gian vừa qua sẽ đạt được. Ví dụ như là ở đây những cái điều ước này, celebration, những cái điều mới, những cái sự chúc mừng mới nó đang đến với mọi người. Và nhất là chúng ta cũng có nine of emotion nữa.
những cái điều ước mới nó sẽ đến với mọi người. Có thể là các bạn ước rằng là ok mình sẽ có cái cơ hội để đi học một cái gì đó chẳng hạn, hoặc là có cái cơ hội để mà kết thúc một cái gì đó, hoặc là cơ hội để hoàn thành một cái gì đó, một cái sản phẩm nào đó như chị vừa mới nói trong suốt cái trả bài vừa qua chẳng hạn. Hoặc một cái điều ước trong cái việc là có được một cái gì đó về mặt của cải, về mặt vật chất chẳng hạn. Chứ không nói là các bạn bị kiểm soát bởi thế giới vật chất, mà đây là những cái điều ước rất là nhỏ nhoi. Thì các bạn sẽ dành wish và celebration và nine of cups nữa. Nine of emotion, 9 emotion, 9 ly. Các bạn sẽ có những cái điều ước nhỏ nhoi được thực hiện, được granted, được trao cho bởi vũ trụ. Bởi vì là các bạn xứng đáng với tất cả những cái điều đó qua tất cả những cái gì mà các bạn vừa phải trải qua trong cái khoảng thời gian một tháng trở lại đây. Sẽ có những cái tin vui, sẽ có những cái khoảng thời gian chúc mừng, sẽ có những cái khoảng thời gian tốt đẹp. Sẽ có một cái điều ước nho nhỏ nào đó được thực hiện, khiến cho các bạn cảm thấy rất là vui. Các bạn cảm thấy là tràn đầy lại năng lượng một lần nữa, đầy nguồn cảm hứng một lần nữa, cho dù nó là những cái rất là nhỏ thôi, để cho các bạn có thể tiếp tục cái hành trình của mình và đứng dậy bằng chính cái đôi chân của mình, bằng chính cái ý chí tự do và cái sự kiên nhẫn với chính bản thân mình. Đó là tất cả những gì mà chị dành cho mọi người ngày hôm nay. Chị rất là hiểu, thông cảm, thấu cảm và gửi cái sự yêu thương, cái sự bao dung của mình, cái nguồn năng lượng chữa lành của mình đến cho tất cả mọi người đang trải qua cái hành trình bóng tối của mình, đang trải qua cái khoảng thời gian làm việc với cái phiên bản bóng tối của chính bản thân mình, qua cái khoảng thời gian ngưng trệ và delay, và mọi thứ nó đang bế tắc đối với những cái người nhạy cảm về mặt năng lượng. Chúng ta đang trải qua hai cái nghịch hành rất là lớn, và chúng ta không đổ lỗi hay là phụ thuộc vào nó, nhưng mà chúng ta hiểu rằng là đang trải qua cái nguồn năng lượng đó, và chúng ta biết rằng là bản thân mình phải cùng trôi với nó, cùng làm việc với nó, cùng ngồi xuống với nó, và cùng kiên nhẫn, cùng nuôi dưỡng bản thân mình qua cái khoảng thời gian này. Hold yourself through it. Ôm chặt bản thân mình đi qua cái khoảng thời điểm này. Và chị mong rằng là tất cả chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở một cái video sắp tới với nhiều những cái tin vui hơn, những cái chia sẻ đối với mọi người. Cũng có thể là trong cái video này thì có những cái bạn mà đã trải qua cái hành trình đó rồi, vừa mới trải qua cái hành trình bóng tối và đang cảm thấy rất là tuyệt vời rồi. Thì cái điều đó chị cũng rất là chúc mừng cho tất cả mọi người, và cảm ơn mọi người đã like, đã comment, đã subscribe, đã donate ủng hộ cho kênh của chị rất là nhiều. Và thì sẽ hẹn gặp lại mọi người vào những cái video sắp tới với những cái nội dung chọn tụ khác nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chào mọi người.